Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Video này em lại tiếp tục gửi đến thông tin mới nhất về vụ án của dì ghẻ bạo hành cháu bé VA. Thì cũng như tất cả quý vị và các bạn cũng đã biết, ở trong video trước thì em đã chia sẻ rồi, là hiện nay vẫn xoay quanh thông tin về việc thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái, nên là rất nhiều quý vị khán giả rất lo lắng. Và hiện nay lại đồn thổi thêm một thông tin nữa, là gia đình của Thái làm chức rất là lớn, có anh em làm luật sư. Thì em cũng có chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn rằng là không có thông tin nào là bố của Thái hay là anh chị của Thái làm luật sư, nên để mọi người yên tâm. Và bố của Thái trước đây thì có làm phó giám đốc một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn chị của Thái thì làm phó giám đốc của công ty bảo hiểm. Đó, còn gia đình của Thái thì không có ai làm luật sư cả. Nên là rất nhiều quý vị khán giả hiện tại đang có những cái thông tin mà nó sai lệch, làm cho nhiều người rất là hoang mang về việc là gia đình Thái rồi giàu, gia đình Thái có rất nhiều tiền, gia đình Thái làm luật sư lớn, nên là gia đình Thái thì sẽ chạy án thành công. Thì em cũng chia sẻ với tất cả mọi người là câu chuyện của dì ghẻ bạo hành này nó đang chấn động dư luận, và hiện nay thì chắc chắn là chưa thể nào chìm được quý vị ạ. Bởi vì là cơ quan chức năng họ vẫn đang điều tra. Nhưng mà em vẫn thông báo với tất cả mọi người rằng là dù có làm lớn đến đâu và tiền có nhiều như thế nào, thì chắc chắn là vụ án này thì vẫn sẽ được xử, bởi vì là tội đến đâu sẽ xử đến đó. Không bao giờ có chuyện ở đây là sẽ chạy án hay là có thể nói là Thái sẽ thoát được tội. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn rất là lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì chưa có cái thông tin nào về việc thay đổi tội danh của Thái. Em cũng đã lên clip liên tục để thông báo với tất cả mọi người rằng là hiện nay á, thì tất cả mọi người đang rất là quan tâm về cái việc của Thái Dúi, cũng như mọi người đang quan tâm là gia đình nó đã chạy án như thế nào mà để có thể nó thoát tội đến ngày hôm nay. Và gia đình của nó thì hiện tại cũng vẫn đang gọi là dùng tất cả mọi cách để cứu Thái khỏi cái mức ở đây gọi là bị cái khung là tử hình. Bởi vì gia đình của hai bên ấy đều rất là sợ, rất là sợ quý vị nhá, rất là sợ ở đây là cái khung tử hình. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là khi mà câu chuyện này đã xảy ra hàng 10 tháng trời rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay á, thì Thái và Trang vẫn chưa bị xử lý, mà vẫn ở cái mức là vẫn đang điều tra, đúng không? Đang lấy hồ sơ, vẫn đang điều tra thôi. Bởi vì là đến ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một cái thông tin là hoàn tất hồ sơ rồi, thì nhiều người cũng cảm thấy rằng là đã yên tâm một phần rồi, là cơ quan chức năng họ đã hoàn tất hồ sơ để chuyển hồ sơ qua bên viện kiểm sát. Và chắc chắn là hiện nay chúng ta đang chờ đợi một cái thông tin cuối cùng là tử hình đối với Trang Thái. Nhưng mà trước khi tử hình được ấy, thì nó bắt buộc nó phải có đầy đủ những bằng chứng. Đó, những cái vật chứng thì chúng ta đã có rồi. Em cũng chia sẻ với tất cả mọi người rằng là những cái vật chứng ấy, hầu như đã thu lại được hết từ hiện trường, là từ cây một thanh gỗ dài 1 mét, rồi là những cái cuộn dây rút, rồi những cái cây kéo, hay là những cái vật tày, là những cái ống gậy bóng chày hay là gỗ, thì đều thu thập được hết rồi. Thì em đã không hiểu là tại sao tất cả những cái bằng chứng đó, tất cả những lời khai đó và camera quay lại được đó mà lại chưa đủ cơ sở để chuyển đổi tội danh. Mà trong khi đó thì Thái lại biết cái vấn đề ở đây là bạo hành con ruột của mình, nhưng mà lại không có cái vấn đề ở đây là ngăn cản hay là có một cái sự gì đó gọi là bảo vệ cho con mình. Cũng chia sẻ với tất cả mọi người luôn là theo chia sẻ của luật sư Ngọc Nữ nhá, luật sư Ngọc Nữ đã khi mà chia sẻ thì luật sư đã khóc và nói rằng là chưa bao giờ chứng kiến một cái vụ án nào mà lại có thể đó là thương như cái vụ án của cháu bé VA. Bởi vì là trong những cái vết thương ấy mà đã bị mưng mủ kéo dài thì Thái chắc chắn phải là người biết. Nhưng mà tại sao Thái lại không có mua thuốc hay là không đưa bé đi khám và không có một cái biện pháp nào để có thể nói là bôi hay là thuốc uống cho con của mình? Nhưng mà thu lập lại hiện trường ấy, thì lại có những cái viên thuốc mà kháng viêm. Nếu mà có những cái viên thuốc đó thì có lẽ là trên người Vân An thì sẽ không có thể nào mà chằng chịt với vết thương như vậy được. Tiếp theo một cái thông tin nữa, mà cái lời khai mới nhất của Thái với Trang ấy là trong cái đợt dịch bệnh Covid-19 ấy, thì Thái mới Trang mới ra tay hành hạ cháu VA nhiều nhất. Mà trong thời gian đó thì Thái với Trang nó khai rằng là nếu như có hành hạ trong thời gian đó thì cũng không ai biết được. Bởi vì đó là trong một cái thời gian gọi là cấm đi ra ngoài, đúng không? Cấm đi ra ngoài. Và đấy là có chỉ thị 14, sau là sẽ có chỉ thị 16, chỉ thị 14 gì đó quý vị. Đó, thì không được đi ra ngoài. Thì Thái và Trang có khai rằng là đánh ở đây thì chắc chắn rằng là không, mọi người sẽ không biết rồi. Bởi vì có được đi ra ngoài đâu. Lúc đó thì dù có mọi người có đi ra ngoài cũng không thể nào biết được cái vấn đề ở đây là Trang Thái đã hành hạ con mình. Nhưng mà em đã thắc mắc một điều là tại sao bọn chúng lại đánh con mình đến mức độ như vậy, mà để cái lời khai là lại là mọi người chắc chắn sẽ không biết. Đánh để làm gì quý vị? Đánh con để làm gì mà lại phải có vết khâu 20 mũi?
mà đánh làm gì đến cái mức mà gọi là ngất xỉu hay là phải ra đi. Thì chúng ta cũng rất nhiều người cũng đang thắc mắc, bởi vì là hiện nay á, là người cha cũng có yêu thương con mình. Vì theo chia sẻ của chị Hạnh ấy là trong cái quá trình chung sống ấy thì chưa bao giờ Thái đánh con mình cả. Nhưng mà chị Hạnh cũng không thể tin được là cái ngày hôm đó thì Thái lại ra tay với chính con ruột của mình. Nên là cái câu chuyện hiện nay nó mới kéo dài như vậy. Cũng rất nhiều người thắc mắc là tại sao vụ án này lại kéo dài như vậy, đến có thể nói là 10 tháng chơi nhưng mà lại không có kết quả. Thì chúng ta đang phân tích rằng là gia đình của nó có chạy án hay không để có thể là cho vụ án này kéo dài như vậy. Nên là nhiều người rất là lo lắng, nhưng em cũng thông báo với tất cả mọi người nhé, là gia đình của Thái dù có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào lo lót được cái vụ này cả. Bởi vì chúng ta còn có luật sư, nhưng mà hiện nay thì luật sư vẫn chưa lên tiếng, em cũng rất là lo lắng. Bởi vì luật sư không lên tiếng thì có hai cái trường hợp xảy ra đấy, thì em đã nói rồi, là một là sẽ có thể nói là sẽ có thông tin rồi, và hai là sẽ vô vọng, có nghĩa là điều tra kết quả vẫn như thế, nên là dù có lên tiếng nó cũng chả làm được gì. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là cái thông tin quan trọng nhất mà tính đến thời điểm hiện tại ấy, đó chính là cái giám định thương tích, và đó cũng là cái điều cuối cùng có thể làm được tính đến hiện nay. Bởi vì sao? Bởi vì cái kết quả giám định thương tích đó nó mới đủ cơ sở để thay đổi được đấy của Thái. Còn nếu như mà giám định được ấy, mà vẫn không thay đổi được thì không còn cách nào nữa quý vị. Bởi vì sao? Bọn chúng đã tính quá kỹ, một cái vở kịch đã quá rõ ràng. Bởi vì là bọn chúng đã đưa đi hỏa thiêu rồi, bây giờ còn giám định kiểu gì nữa quý vị. Nhưng mà nếu mà có kết quả giám định rồi ấy, thì tại sao là sư Thơm lại không công bố? Đúng là cái tin vui như vậy, em phân tích ấy, nếu như mà có một cái tin vui như vậy thì là sư Thơm phải là người công bố mới đúng. Nhưng mà là sư Thơm lại im lặng thì em cũng cảm thấy rất là lo lắng tính đến thời điểm hiện tại. Bởi vì là nếu như có tin vui thì luật sư có thể là sẽ thông báo rồi, là đã có kết quả giám định rồi, hay là có kết quả rồi, cơ quan điều tra có kết quả rồi nhưng mà lại chưa thông báo. Nên là hiện tại thì chưa có trang báo chính thống nào đăng tải. Thì cũng theo chia sẻ của luật sư Thơm ấy, có chia sẻ rằng là cái nguồn tin của luật sư ấy vẫn còn tiếp cận sau báo chính thống, có nghĩa là báo đăng luật sư mới biết, chứ không phải là luật sư biết trước xong rồi là báo chính thống mới đăng. Luật sư của chúng ta ấy, là có một thiệt thòi là không được gặp trực tiếp Thái nhiều lần để tra hỏi, để biết được cái vấn đề xoay quanh, mà chỉ những người luật sư ấy, mà bên gia đình của Thái Dúi ấy, thì nó mới được gặp trực tiếp để phỏng vấn, được gặp để hỏi về sự việc, để bảo vệ cho bọn chúng. Em cũng không thể nghĩ được rằng là tại sao bọn chúng ác độc như vậy mà vẫn có người bảo vệ cho bọn chúng làm gì, đúng không quý vị? Không biết là họ có sợ cái luật nhân quả hay không. Bởi vì một cái sự việc ác độc, cả xã hội người ta lên tiếng, cả những người ta không hiểu luật người ta cũng lên tiếng, tại sao những người luật sư họ là những người biết luật, hiểu luật mà cũng có tình người, mà tại sao lại đi bảo vệ cho bọn chúng? Nên là em cảm thấy rằng là hiện tại vụ án này vẫn đang trong cái quá trình điều tra và rất là gây bức xúc trong xã hội. Và em nói với tất cả mọi người là nếu như có thông tin mới á, thì có thể vài ngày tới đây luật sư Thơm chắc chắn sẽ có thông báo. Bởi vì là khi mà hoàn tất hồ sơ xong ấy thì chắc chắn là sẽ chuyển hồ sơ này qua viện kiểm sát. Thì theo thông tin mới nhất thì viện kiểm sát là nơi đang giữ những cái hồ sơ này. Vậy thì có thể là trong vài ngày tới thì viện kiểm sát có thể nói là sẽ đưa ra cái thông tin là tòa sẽ được diễn ra hay không. Bởi vì chắc chắn là sẽ có thông tin đâu quý vị, phiên tòa phúc thẩm sẽ được diễn ra hay là thay đổi tội danh thành công. Thì khi mà giám định thương tích có kết quả thì chắc chắn sẽ phải có xảy ra trường hợp xảy ra quý vị ạ. Không thể nào mà giám định xong lại bảo là vẫn giữ nguyên tội danh thì không thể nào được quý vị. Bởi vì cái thủ tục ở đây là thiếu cái giám định thương tích trước ngày Vân An ra đi là bỏ lọt tội phạm. Đây là cái thông tin từ luật sư Thơm có chia sẻ, các luật sư cũng có chia sẻ là bỏ lọt tội phạm, bởi vì là chưa giám định thương tích trước ngày Vân An ra đi. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là đây là một cái thông tin mà ai cũng biết thôi, đúng không? Ngay cả bản thân em cũng biết cái thông tin này, là bây giờ đang đợi chờ cái thông tin giám định thương tích. Thì chắc chắn là cái giám định này nó sẽ là cái mấu chốt thay đổi tội danh của vụ án này. Bởi vì luật sư và tòa án phải hoãn phiên tòa để trả hồ sơ, để giám định bổ sung, thì chắc chắn là cái thông tin về giám định là nó rất là quan trọng. Nên em nói với tất cả mọi người rằng là cái thông tin về giám định thương tích ấy, nó sẽ là căn cứ để chuyển đổi tội danh của Thái. Thì không thể nào mà giám định xong thì lại im luôn đó. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người rằng là hiện tại chúng ta đang chờ đợi một cái thông tin cuối cùng, đó chính là tử hình cặp đôi này. Còn cái vấn đề là gia đình họ thuê luật sư, gia đình họ có luật sư giỏi thì em nghĩ là không phải đâu quý vị. Bởi vì bố của Thái đã chia sẻ từ đầu rồi là làm giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, nhưng mà bây giờ đã lớn tuổi rồi thì chắc bố đó cũng không phải là người khâu vết thương. Bởi vì sao? Theo lời khai á thì Thái và Trang ấy đã đưa cháu đi đến một bệnh viện khác để khâu vết thương đó. Nhưng mà tại sao bệnh viện đó thì lại không có tố cáo hay là có một cái sự nghi ngờ nào? Và có hay không là cái bệnh viện mà Thái và Trang đem đến đó thì lại chính là cái bệnh viện mà ngày xưa ông nội của Vân An đã từng làm, đúng không quý vị? Nên là có thể nói là tại sao bọn chúng lại không đưa vô bệnh viện Vinmec gần đó? Nếu như đưa vô đó thì có thể đã có kết quả giám định thương tích rồi. Nhưng mà
luật sư Thơm là một người đã gọi là miệt mài tìm ra những cái bằng chứng để gọi là chuyển đổi tội danh của Thái từ đầu vụ án đến nay. Thì luật sư Thơm là một người có thể nói là đứng ra để điều tra, đứng ra để thêm, đứng ra để gọi là kiến nghị thay đổi rất nhiều thứ trong vụ án này. Và nếu không có luật sư Thơm thì không biết là vụ án này bây giờ sẽ như thế nào và đi về đâu. Nên là em vẫn tin tưởng vào pháp luật quý vị ạ. Bởi vì hiện tại thì vẫn chưa có kết quả cuối cùng mà. Bây giờ thì vẫn chỉ có thông tin là đã hoàn tất hồ sơ thôi. Chúng ta đã nghe được là giám định được hay không đâu, đúng không? Hôm bữa mùng 10 tầm độ mùng 10 tháng 9 á thì chúng ta nghe cái thông tin là phân viện khoa học hình sự đã từ chối giám định, đúng không? Nhưng mà từ cái ngày đó đến nay chưa có một cái thông tin nào là phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời kết quả là giám định thành công. Vậy thì có kết quả thì Thái mới được thay đổi tội danh. Nhưng mà có một cái sự gọi là mâu thuẫn ở đây là phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh nếu như giám định được rồi tại sao vẫn chưa công bố, và tại sao lại có kết quả là đã hoàn tất hồ sơ, thì chứng tỏ là sẽ có cái sự gì đó trong này. Em cũng đang thắc mắc là không biết có điều gì đó hay không, mà hai nơi thì lại không có thông tin. Bởi vì là cơ quan chức năng thì đã thông tin, cơ quan điều tra ấy, thông tin rằng là đã hoàn tất hồ sơ điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ qua viện kiểm sát. Nhưng phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh lại chưa trả lời đã nhận hay là đã trả được kết quả giám định thương tích hay chưa. Thì em nói với tất cả mọi người là hiện tại vụ án này vẫn đang có nhiều cái khúc mắc. Em cũng sẽ luôn theo dõi sát sao cái vụ án này để có thể cập nhật những thông tin mới nhất cho tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Có nhiều quý vị khán giả có hỏi em rằng là gia đình của nó làm luật sư rất lớn nên là gia đình nó chạy án rồi. Thì em nói với tất cả mọi người là những cái người mà họ có tiền tỷ, có thể là hàng tỷ, tỷ đô, nhưng mà họ không thể nào mà chạy án được. Bởi vì là dù như thế nào đi chăng nữa thì vẫn dưới quyền của pháp luật. Pháp luật họ sẽ trừng trị, làm gì có chuyện mà chạy án được, đúng không? Huống chi đây lại là một vụ án chấn động cả dư luận của Việt Nam và cả thế giới luôn. Thì từ trước đến nay đã có một vụ án nào mà tàn ác như vậy đâu. Nên là em nói với tất cả mọi người là chúng ta hãy yên tâm và vẫn tin tưởng vào pháp luật đến giây phút cuối cùng. Bởi vì khi nào mà tòa tuyên án mà Thái bị 8 năm tù thì lúc đó chúng ta mới lên tiếng. Còn bây giờ chúng ta đã có thông tin nào đâu, đúng không? Là mới có thông tin là hoàn tất hồ sơ thôi. Nên là chúng ta đã đợi được 9-10 tháng rồi. Thì bây giờ có đợi thêm 1-2 tháng nữa cũng chả sao. Em tin chắc rằng trong vòng 1 tháng từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 thì chắc chắn sẽ có thông tin. Như là khi mà có thông tin mới thì em sẽ đăng tải ngay. Nên là quý vị và các bạn cũng đừng nên lo lắng quá nhá. Khi mà có thông tin mới em sẽ làm clip ngay, nên là mọi người không phải lo đâu. Cũng có nhiều quý vị khán giả có nói với em rằng là hiện nay thì đã không có thông tin gì mới nữa, thì liệu rằng là vụ án này đã chìm rồi hay chưa. Thì bởi vì trong quá trình điều tra chắc chắn là không thể nào mà để tiết lộ được. Cũng như là nhiều anh em cũng làm truyền thông ấy, thì họ cảm thấy rằng là làm video clip thì không có khán giả xem nữa. Thì quý vị có thể thấy rằng kênh của em đó, làm video lên thì chỉ được có 5-7 ngàn lượt xem thôi. Thì thực ra là rất là ít lượt view, lượt xem của quý vị đã bỏ đi rất là nhiều rồi. Thì nhiều người cảm thấy chán nản và đã tìm những cái thông tin mới hơn để có lượng view ổn định hơn. Nhưng mà em thì em vẫn theo sát vụ án này đến cùng. Dù như thế nào thì chăng nữa, dù em có làm bất cứ việc gì thì em cũng vẫn sẽ quay lại vụ án này, đi đến cùng của vụ án. Và khi nào mà tòa xử xong thì em mới bắt đầu dừng cái vụ án này quý vị nhé. Nên là mọi người cứ yên tâm và đăng ký kênh để ủng hộ em. Mọi người đừng quên khi xem video của em thì mọi người nhớ like, đăng ký và để lại những lời comment tích cực ủng hộ em quý vị nhé. Và em xin dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.